Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2021. Còn khoảng hơn 2 tháng nữa để đến Tết rồi. Và mình muốn chia sẻ với các bạn một ít về những cây hồ điệp đại hàng Đài Loan. Trước mặt các bạn đó chính là những cây hồ điệp đại hàng Đài Loan, những cây đã nhú ngồng như này này. Còn 2 tháng nữa nên vì vậy mà những cái ngồng ngắn như này đó chính là những ngồng mà chuẩn Tết để chúng ta chữa bông nhé. Thì là một chậu này bên mình bán với giá là 80.000 một chậu và chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 10 chậu thì là mình sẽ miễn tiền ship, không mất tiền ship. Còn nếu mà dưới 10 chậu thì là phí ship 40.000 một lần đi nhé. Tất cả chỉ là 40.000 mà thôi. Cây thì là được trồng tại Việt Nam từ lúc nhỏ nên vì vậy mà cây rất là khỏe mạnh, bộ rễ xanh. Và cây có rất là nhiều màu các bạn nhé. Đây ngồng các bạn này. Có rất là nhiều màu. Bộ rễ xanh các bạn này. Bên mình không có bán hàng Trung Quốc đâu các bạn nhé. Nên vì vậy mà các bạn đừng có mang cái hàng Trung Quốc ra so sánh với bên mình. Bởi vì hàng Trung Quốc giá nó rất là rẻ và cây nó không có khỏe mạnh như bên mình đâu. Còn đâu là hàng Trung Quốc thì hiện tại mà mình thấy có rất là nhiều người bán. Giá nó rơi vào khoảng độ từ 50 đến 60 ngàn một chậu như thế này. Tại sao mình không có khuyên các bạn là lên chơi cái hàng Trung Quốc? Là tại vì là cái hàng Trung Quốc nó nhân giống mình trồng một thời gian, bản thân mình trồng cây hàng Trung Quốc mình thấy nó giống như là cái đũa mình xài một lần ấy, mình vứt đi vậy. Cũng giống như cây hoa lan vậy, nó ra bông thì hết bông thì nó sẽ tự tàn, nó rất là khó trồng. Để mà chơi trưng thời gian ngắn thì có thể là lên chọn cái cây hàng Trung Quốc, còn nếu mà để mang về trồng mà thuần ấy thì nó rất là khó, giống như cái đũa dùng một lần vứt đi vậy, hoa lan vậy. Nếu mà chúng ta mà trồng thì chúng ta nên ưu tiên chọn những cây nó giống nó khỏe và chúng ta thuần nó dễ hơn. Sở dĩ là hồ điệp nó cái dòng rất là khó trồng. Hồ điệp rất là khó trồng. Đã vậy chúng ta lại thiếu kiến thức, chúng ta không có biết nhiều về cái giống, chúng ta lại vô tình mua phải cái cây hàng Trung Quốc á. Nên nó sẽ rất là khó. Cây chết rất là nhiều. Và tất cả cây bên mình là hàng nhũ nụ như này các bạn nhé. Ngồng các bạn này. Còn về màu sắc á, thì em này có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Mình sẽ lựa cho các bạn xem nè. Hàng này hàng đập chai mà. Đập chai ở trong phòng cái mô thí nghiệm đó. Mình sẽ lựa cho các bạn nhiều cây nó màu khác nhau một chút xíu nhé. Để các bạn xem là bên mình bán nhiều màu hay là ít màu nhé. Các bạn tự đánh giá giúp mình. Hàng Trung Quốc thì thường thường nó chỉ bán có một màu mà thôi. Có một màu mà thôi. Nên là các bạn mua hàng bên mình thì khá là yên tâm, mình sẽ mix rất là nhiều màu cho các bạn. Mình đặt cái cây nào cho dễ quan sát đi nào. Đây, các bạn thấy 5 cây 5 màu khác nhau không? Cái kiểu lá khi mà hồ điệp mua đấy, màu khác nhau lá nó sẽ khác nhau. Chứ nếu mà 10 cây như một thì là chỉ có một màu mà thôi. Có cây dài, cây ngắn, cây to, cây nhỏ. Ví dụ cái cây này, lá nó dài cổ trắng nhé. Cây này này, lá tròn này, cổ tím này. Em này lá cũng rất là bự nhưng mà cổ tím này. Đó. Em này lá ngắn và cổ tím này. Các bạn thấy không? Nó sẽ ra màu khác nhau. Các bạn nhìn trên đấy, các bạn quan sát được 5 cây kích cỡ và màu sắc nó khác nhau hoàn toàn. Mình chỉ nói rằng là màu khác nhau thôi, lựa màu không có chuẩn đâu nhé. Chỉ lựa được màu khác nhau thôi. Và đặc biệt các bạn để ý kỹ giúp mình là cái linh hồn của cây, đó chính là cái bộ rễ. Rễ nó xanh. Đó. Hàng nó dễ xanh thì chúng ta mới dễ trồng, dễ thuần được. Các bạn thấy chứ? Điều này ở những cái hàng khác là không có đâu nhé. Hàng Đài Loan lúc nào chất lượng cũng cao nhất. Các bạn thấy bộ rễ rất là xanh này. Đây là cái nụ này các bạn này, nhú ngồng này, đó. Chúng ta trồng trong cái môi trường tự nhiên, cái ngồng nó phát triển rất là mạnh. Các bạn thấy ngồng mình nó sắp nở đây này. Đó, mình trồng cái cây này đó mấy năm rồi, bên cạnh như vậy. Ngồng nó có những bông nó ra sớm. Có những bông nó ra sớm. Là sớm này, có những bông nó ra sớm. Trên cái ngồng rất là nhiều. Ngồng này trắng họng đỏ. Trắng họng đỏ. Trắng họng vàng hay gọi là V3. Trắng V3. Cái màu này mình rất là thích. Màu sổ số cuối cùng là màu sổ số ra là cái màu rất là đẹp, mình rất là ưng vào cái màu này. Khá là đẹp. Cố chăm các em này sống thật là khỏe mạnh. Các bạn thấy bộ rễ ở dưới này. Đó. Em ra này, bám thành chậu này. Đó.
Thì những cây hồ điệp Đài Loan này bên mình bán với giá là 80 ngàn một chậu và chưa tính ship vận chuyển các bạn nhé. Mua 10 chậu thì mình sẽ miễn giảm ship, còn nếu nào dưới 10 chậu thì là phí ship là 40 ngàn. Tất cả hàng này là hàng đập chai, màu sổ số lộn xộn, cố lựa màu cho các bạn nhiều màu khác nhau. Còn nếu mà bạn nào mà thích về một màu đấy, ví dụ như thích màu tím thì mình sẽ lựa cho các bạn về riêng về một cái màu tím đậm, nó giống như kiểu cái màu đỏ ớt vậy. Đây các bạn thấy là 10 cây như một đây này, đó mình lựa ra này. Thường thường là mình, nếu mà mình có thời gian mình sẽ lựa ra góc một góc màu. Mình sẽ để riêng như thế này này. Để mix làm sao cho các bạn được nhiều màu, chứ nếu mà vô tình mà nhặt phải một màu là bên mình không có bán nữa. Ví dụ mình lựa ở đây một cây, sau lựa góc này một cây, góc kia một cây, sau đó lại sang đây lựa một cây nữa. Mình sẽ mix mà. Mix rất là nhiều màu cho các bạn. Cái này một tí mình cho sang bên đây. Đây các bạn thấy không? Cổ tím đậm này, cổ tím nhẹ này. Các bạn thấy không? Hai cổ tím nhẹ này, đó. Cổ lá khác nhau hoàn toàn luôn đúng không? Khác nhau hoàn toàn. Em lại thế, tím nhưng mà chỉ cần chấm chấm thôi này, không có đậm lắm, đó. Em này cổ trắng này, em này sổ rất ra giống màu V3, những kiểu lá rất giống màu cây trắng V3. Em này, đó. Rất là nhiều màu, sau khi chia sẻ như nào các bạn nhận hàng như vậy. Và hiện tại ở trên cơ, mình thấy có rất nhiều người bán hàng, đây là cái cách bạn nhá. Có mấy shop lan bán hàng họ live stream ở đằng sau đó, họ nhuộm rất là nhiều màu. Màu xanh, nước biển này, tất cả các nhiều màu, đầy đủ màu. Họ nhuộm cây bông, họ treo ở sau lưng họ. Sau đó là họ bán những cái cây mà giống nhau y hệt, ví dụ như là 10 cây. Ví dụ như là 10 cây lan này đi. 10 cây lan giống nhau y hệt như thế này. Và họ bán bảo rằng là có đầy đủ các loại màu. Nhưng mà miệng nói đầy đủ các loại màu, nhưng mà khi mà bán hàng thì cây này 10 cây giống nhau y hệt. Điều đó chứng tỏ rằng là họ bán hàng nói xạo, bởi vì rằng là 10 cây mà lại giống nhau y hệt mà đầy đủ màu. Đầy đủ màu thì nó phải ra cái loại lá khác nhau như thế này. Chứ không phải là đầy đủ màu mà lại 10 cây giống nhau y hệt như thế này. Nào nói bậy nói bạ các bạn nhé. Mình thấy rất là nhiều người mua hàng gặp phải và gọi điện cho mình bảo rằng là mua ở shop lan này, shop lan kia. Nó bảo rằng bán nhiều màu. Thà mình cứ nói rằng là màu sổ số, nhiều màu khác nhau không lựa được màu. Còn hơn là mình nói có nhiều màu cuối cùng lại sổ ra một màu. Và thường thường các bạn biết đấy, thường thường bán một màu chỉ có hàng Trung Quốc thôi, giá nó rẻ lắm, nó rẻ lắm, cái rất là đẹp, hàng nào của đấy, chất lượng bên mình luôn luôn đặt trên hàng đầu. Ngầu các bạn này, cái rất là đẹp, bộ rễ xanh. Những bông là cái ngày mai mình sẽ chia sẻ cho các bạn thật là chi tiết về cách chúng ta sang trọng đó nhé, bởi vì mình nói rất là nhiều rồi nhưng mà có vẫn nhiều người muốn mình làm cái video đầy đủ trọn vẹn về cách khi mà sang trọng cây hồ điệp. Vừa rồi mình đã làm cái video về cách sang trọng cây mã thiên hồng, nhưng mà mã thiên hồng thì nó khác hoàn toàn với cây hồ điệp, nên ngày mai nếu mà có thời gian rảnh mình sẽ làm cái video về cách sang trọng cây hồ điệp cho các bạn, để khi các bạn nhận hàng thì nó sẽ dễ dàng trong cái việc tự làm, chúng ta tự làm. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.